Bên cạnh niềm vui từ việc xuất khẩu bưởi tươi sang Hàn Quốc, thì trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng bất thường số lượng các hoạt chất mà doanh nghiệp và người nông dân cần đặc biệt chú ý khi sản xuất và xuất khẩu nông sản để tránh cảnh báo từ EU. Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay đã có tổng cộng 57 các hoạt chất thường bị EU kiểm soát mà doanh nghiệp, người nông dân cần đặc biệt chú ý, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2023 khi chỉ có 31 cảnh báo. Sự gia tăng này dẫn đến việc EU tăng cường tần suất kiểm tra biên giới đối với nông sản xuất khẩu từ Việt Nam. Hiện tại, 4 mặt hàng nông sản phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn, bao gồm thanh long 30%, ớt 50%, đậu bắp 50% và sầu riêng 10%. Một trong những nguyên nhân làm tăng mức độ cảnh báo nông sản Việt Nam nhập khẩu vào EU là do nhiều doanh nghiệp xuất khẩu chưa thực sự tuân thủ các quy định của nhà nhập khẩu. Vì quy định mức dư lượng tối đa MRL đối với mỗi hoạt chất của mỗi nước là khác nhau, nên doanh nghiệp cần có sự nghiên cứu chuyên sâu và am hiểu khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, theo thói quen từ trước, người sản xuất ở một số nơi còn chưa có biện pháp kế hoạch sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh, phân bón không đúng hướng dẫn.